Hiện nay tại Việt Nam, sau khi bộ sử 15 tập ra đời thì có xu hướng là bỏ sử dụng chữ ngụy, ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn trong lịch sử Việt Nam cũng như các văn bản chính thống ở Việt Nam. Ngược lại cũng có những xu hướng kêu gọi giữ cách gọi như từ xưa đến nay. Chúng ta hãy nghe những người ngay chính trong cộng đồng Việt Nam có liên hệ rất nhiều đối với lại chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Họ nghĩ gì về vấn đề này? Tôi là một con cháu của một người lính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Những người mà trấn giữ miền Nam Việt Nam trong 20 năm để khỏi bị sự xâm lấn của Cộng sản. Chữ ngụy có nghĩa là gì? Ngụy là sai trái. Ngụy là cái gì xấu xa. Chỉ ngụy nó chỉ gán như những kẻ bán nước cho những kẻ làm những chuyện tầm bậy. Còn đối với chúng tôi, đối với những người cha chú chúng tôi, chúng tôi các anh đã chiến đấu, đã bỏ công sức, thời gian và ngay cả mạng sống để bảo vệ miền Nam Việt Nam, đó là một quyển giao kính nghĩa. Chúng ta phải mang ơn. Không hết thì không thể nào mà chúng ta có thể chấp nhận cái chữ ngụy cho những người cha chú chúng ta được, cho những người làm những chuyện chính nghĩa được. Cho nên tôi rất là hoan nghênh cái ý kiến, cái luồng trong Việt Nam sau này bỏ cái đó. Đó chính là một cái điều thứ nhất á, người ta biết được rằng cái cuộc chiến tranh Việt Nam của cha ông chúng ta, của người dân Việt Nam là cuộc chiến tranh của chính nghĩa. Cái thứ hai là họ muốn nói rằng là họ có một cái tư tưởng là hòa hợp, hòa giải. Mà nếu tiếp tục phân chia như thế thì không thể hòa hợp, hòa giải được. Cho dù Cộng sản đã thắng với một cái xấu xa hay là một cái tốt đẹp gì tôi không cần biết, Cộng sản là kẻ thắng. Và người dân miền Nam Việt Nam, người dân miền Nam Việt Nam nghe, chứ tôi không nói là quân đội Việt Nam Việt Nam, người dân Việt Nam Việt Nam đã thua. Tuy nhiên cái cuộc chiến đấu, chiến tranh của họ là có chính nghĩa. Thì để cái luồng tư tưởng mà nói rằng hòa hợp, hòa giải, thì cái việc mà xóa bỏ chữ ngụy đó mới chứng tỏ được những cái ý nghĩ tốt đẹp của những người muốn hòa hợp, hòa giải. Tuy nhiên anh muốn anh bỏ, nhưng mà những cái việc làm khác bên cạnh cái đó nó đi theo nhiều cái việc khác nữa, chứ không phải là anh bỏ chữ ngụy không là anh có thể nói là anh hòa hợp, hòa giải rồi. Dạ, cảm ơn anh.